Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong clip này thì bên cửa hàng có xả những chiếc đẩy của thương hiệu của BF Radio, và ngày hôm nay thì có test những cái sản phẩm này lên đường cho anh em. Thương hiệu của BF là một thương hiệu rất nổi tiếng trong lĩnh vực âm thanh, và bên cửa hàng thì có một cái lô đẩy lẻ này về thì quyết định xả cho anh em với cái giá cực là tốt cho anh em. Thì với anh em nào đã đăng ký kênh của bên kênh âm thanh Bãi thì anh em sẽ được cập nhật những cái sản phẩm, đôi khi có những cái sản phẩm hàng rất là đẹp thì bên cửa hàng về sẽ thanh lý và xả tri ân cho anh em. Thì anh em có được điều kiện để chốt những con đẩy mà chơi gia đình ở cái phân khúc gia đình hay phân khúc anh em đánh nó cặp loa côn 100 thì có thể mua được những cái mức giá nó bình dân nhất, và tất cả các bác khách hàng của thầy anh em đều có thể mua được những chiếc đẩy này với giá tốt và hàng cực đẹp cho anh em. Và với anh em mới xem kênh thì anh em có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, đồng thời anh em nhấn vào cửa chuông để cập nhật những cái sản phẩm và những cái video clip mới nhất của bên cửa hàng nhé. Với những cái thiết bị âm thanh hàng Bãi thì trong video clip này thì có test những cái sản phẩm lên đường cho anh em. Ngày hôm nay thì có test cho anh Dũng ở Bà Rịa Vũng Tàu này, con đẩy H400 này. Thì với những cái mẫu này thì có giá là 2.500.000 này anh em nhé, 2.500.000. Ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này. Ngày hôm nay thì có test cho anh ở Tiền Giang, anh Tiến ở Tiền Giang nhé. Chung là những cái mẫu này thì đều rất là ok, hàng thì cực kỳ đẹp như trên video luôn. Thì số máy của hàng là 0396855899 và địa chỉ cửa hàng ở phường Lạc, thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm những cái mẫu đẩy của bên cửa hàng. Với một cái mẫu đẩy mà khi nhập về cho anh em thì cảm rất là ưng ý, và đây là một trong những cái mẫu đẩy nguồn xung và có chế độ auto volt, nói chung là những cái dòng điện yếu dưới 200V một chút thì anh em cũng có thể xài được. Và với cái một cái mức giá 2.500.000, và một con này thì nó phù hợp cho anh em từ những cái bác cao tuổi và từ những anh em thanh niên tính và sử dụng trong cái cấu hình gia đình là hợp lý. Con này thì anh em có thể đánh được một cặp 30 kết hợp với cặp loa 525. Bên cạnh đó thì những cái dòng côn 100 này anh em đánh một cặp là quá ok. Với cái dòng mạch nguồn xung thì nó rất là nhẹ anh em nhé, gọn nhẹ, mạch hiện đại, và linh kiện con này thì là linh kiện cắm chân và hàng đẹp tuyển chọn cho anh em. Nói chung là có một ít hàng thỉnh thoảng lại giao lưu chuyên với anh em để anh em ủng hộ kênh, cũng như là anh em cũng đã tham khảo kênh rất là nhiều, đôi khi là mất về cái vấn đề tài chính thì anh em không đủ để mua những chiếc đẩy nó giá nó tầm cao hơn một chút. Và với những cái mức giá như này đổi lại thì anh em lại mua được những chiếc đẩy nó rất là xịn sò, thương hiệu lớn. Và chất âm con này thì giải lời thì không phải suy nghĩ rồi. Nếu mà anh em chuyên nghe nhạc thì cái giải lời con này nó vô đối không. Và cái giải bass con này xuống sâu được. Giải trung thì rất là dễ chịu. Thì hình thức con này thì anh em thấy là nó là một cái mặt, nó có một cái tấm phay nhôm ở giữa và logo thương hiệu của BF. Thì con này thì công suất của nó thì 600W anh em nhé. 600W thì anh em có thể đánh được chập kênh, này, parallel hay sitter. Khi đánh chập kênh thì nó sẽ hiện đèn bridge đằng trước này. Và khi đánh panel thì sẽ hiện đèn panel, và sitter thì nó không hiện hai đèn. Con này thì nó có một cái tính năng là rất là ổn áp nhé. Thứ nhất là khi anh em sử dụng một cái ngưỡng mà anh em bật lên, ví dụ giả sử như là đang bật như này. Đấy, bật như này. Và khi khởi động nữa nhé, tôi sẽ bật cho anh em xem.
tiếng nhạc của nó sẽ lên dần lên dần lên dần, có nghĩa là nó như một đấy, anh em thấy là tiếng nhạc nó từ 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 từ, sau khi nào nó đóng át rồi thì tiếng nó mới to dần nha anh em đấy. Nhưng có đâu ngờ em phụ bạn tình. Tính năng rất là hiện đại để cho anh em có thể lựa chọn. Và đối với hàng xả hay là tri ân thì anh em thấy là về vẫn còn cái tem của nhà máy này, thì anh em biết là nó độ đảm bảo và độ zin của nó như nào. Đây nội thất của nó đây, anh em xem đây, linh kiện thì xanh lét luôn nhá, vì cắm chân. Đấy. Nguồn nó rất là to nhá, nguồn rất là to. Con này thì nó sử dụng tụ là tụ 200V nhá, nguồn xung. Đây là cái nắp để bảo vệ nhất đấy. Anh em xem này, đấy, chỉ có một chút quạt bụi ở quạt đấy. Hàng này đánh giá rất là cao, một mức giá rất là yêu thương, cũng như là một thương hiệu rất là lớn để anh em có thể lựa chọn được nhé, rất là ổn áp. Ok thì giá thành của nó là 2.500.000 nhé anh em. Alo alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855899.